theo quy định là hiện tại tôi có mặt tại nơi cô gái chị đoàn ở trường đó. Và tiếp tục một ngày mới thì tôi đang tiến về phía bên Bình Thuận để mà vào chỗ đó tiếp tục tại lại đó. Và đã cho về hiện tại 72 đấy, đấy miền Nam Trung Bắc, thì để tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong để mà tại lại. Ai có tiền tài ở đây thì ủng hộ trả lời trên màn hình này, trên màn hình hoặc chỉ nhân tin dùng gọi để mà trả lời các chị này. Tâm linh rất gốc, tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và tại đây vùng linh chết con cô gái thì đã hiện hình, đã đi đến tiền tài rất khủng khiếp đó. Quay trời thì ngày hôm nay tôi đang tiếp tục vào là lại bảy mươi hai này rực rỡ hiện tại. Ở đây thì rất là gió với từ đó. Và tôi đang tiến về phía trong. Nơi này thì rất là lạnh lẽo, rất là âm u tại nơi rừng dương này. Những cây dương này thì cốt kẹt hoặc là gió nó đẩy hú ghê rất ghê rồi. Đi vào đây thì rất là chặt chẽ, cây cối tùm, rất là khủng khiếp. Những cây dương này ra trái này, để quá trời trái. Thì ở bữa chỗ đây thì không có ai tại lễ vong linh chị tròn, cô gái chị tròn này quay là khủng khiếp. Tâm linh rất cực ấp, tôi không thể biết được điều gì sẽ ra. Thì ai có tiền tài ủng hộ tại lễ trên hình để mà chuyến đi rực rỡ tiền tài cho tất cả mọi người. Cái dương này quá trời dương. Dương cây nhỏ mà tái ghê trời tái. Quá trời gió. Thì vào đây rất là rung rợn, khủng khiếp. Rất là rung rợn, rất là khủng khiếp luôn. Chỗ nào cũng là dương hết này. Cái hồn đá mẻ này là gì này? Vào đây gió rất là gió. Quá trời gió luôn. Rồi thì vào đây thì rất là khủng khiếp. Ở trong bụi này thì tại nơi này sự liên tiên ở đây đã hiện hiện và đem đến tiền tài khủng khiếp.
thì tài nữ này đã cho về tiền tài đấy, thì ai tiền tài để một tờ lệ các chị này cũng linh chết đòn cô gái đó ngay hôm bữa đây, thì đã cho vợ tiền tài 72 rực rỡ tiền tài 272 này khủng khiếp luôn. Và tiếp tục là tôi đang đặt đồ lên hương. Bụi ở đây rất là rậm rạp, rất là khủng khiếp. Nói về vậy. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ lên hương tiếp theo ở nơi này để mà trả lời đó. Thì ai tiền tài để mà trả lời các chị này quay là khủng khiếp. Thì có ai có tiền tài ở nơi cô chính nhận tài là 21 này. Và sự linh thiêng ở đây đã hiện hữu 72. Và thì ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi ở cái nơi góc đây. Quá trời. Trứng ngô cũng đang bở rồi. Sắp sửa bở rồi. Rồi thì ở như chỗ này thì tôi cũng chả thấy ai mà tại lỡ cả đó, tâm linh rất ngốc, tôi không thể biết được điều gì xảy ra, thì tôi cũng có chút tiền nhận thật và bên trái này để mà tại lỡ đó. Đây là xin cho tất cả mọi người, cho tôi không phải cho tôi thôi. Và ai tiền tài ở đây thì ủng hộ tại lỡ. Và sự linh thiêng đã hiện hữu 72 ở tại nơi này. Và thì tôi sẽ lên hương luôn. Chỗ đây rất là gió, rất là khủng khiếp, rất nổi dậy khéo. Thì ai hiện tại để ủng hộ chuyến đi thành công rực rỡ may mắn hiện tại thì của ít không nhiều để mà trả lời đó. Ở trên màn hình hộp ghi những tin đều có để mà trả lời hoặc là vào Zalo. Rồi, Nam Mô Phật, thì ngày hôm nay tiếp tục tại nơi này để mà trả lời các chị nơi này. Thì đất đai duyên trạch thành vàng bốn xứ bạch mã thái giám hoàng trạm quốc lý thượng trước đức đai quyền trương đồ lộ cô gái chết oan.
qua tiếp tục một ngày mới thì ở đây, hiện hữu ở đây. Và đang ở đây thì đây tiếp tục là đó, tôi có gì cũng lấy cuối trầm dụng thì cũng không có gì để mà tại là chụp đây. Và ai có tiền tài ở đây thì tại là các chị này và cô gái chị đó khủng khiếp đó. Qua sự lưu tiên đã hiện hữu, còn ai không tại đây thì tôi không biết được điều đó. Đó là sự tâm linh rất là nổi dây gà, không thể đùa ở đây. Và đa hiện hữu đó 72 đây thì sự lưu tiên tiếp tục một ngày mới, ngày 28 tháng 11 thì ngày mai thì sự lên thiên đứng này sẽ đứng lên. Còn cái gì chứ gì đang hưởng hữu và cô gái chết đoàn đang hưởng hữu ở đây thì trứng này sẽ đứng lên và đứng lên cho tôi biết đó. Thì ai tiền tài ở đây thì tài lại thì tiếp tục trứng này sẽ đứng lên, tiền rủ ở đây thì có cái gì đang rủ thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài. Thì ai tiếp ta để trả lời cái chị này đó. Không không trứng này cũng đang sắp sửa bể rồi. Không một vẫn chưa đứng đây, trứng này đang gần nổ rồi đấy. Không hai tắt đèn rồi, hiện tại tắt tiền rồi, quay ở ngọc luôn. Thì ngày hôm nay trứng này nó sẽ nổ thì tôi sẽ cho nổ, đứng lên thì sẽ cho nổ luôn. Đấy, tắt tiền miêu thôi. Không ba. Thì trứng này đứng 03 đấy, 0330 đấy. Qua sự liên thiên ở đây đã hiện hữu 03 và 30. Thì sự liên thiên cô gái chị đoàn và các chị này đã hiện hữu ở đây. Thì ai tiền tài ở đây 03 và 30 thì tài là các chị này đó. Gió mấy đằng thoát tung khủng khiếp luôn, quá là ơn ọc luôn đó. Thì sự liên thiên ở đây đã hiện hữu đây và có các chị đang hiện hữu trứng này để đến lượt 03 và 30 nổi vậy kìa. Thì tôi sẽ ghi vào đây thì cho nổ luôn, trứng này đang sắp sửa nổ rồi. Rồi thì ai có tiền tài ở đây để tờ lệ các chị này, cô gái chị đoàn khủng khiếp ở đây. Và đa hiện hữu tại đây này. Và đã cho dựng đứng 0330 đấy. Đấy, 03 và 30. Thì đầu tiên tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này để mà tờ lệ. Quên trời. Gió quá trời gió luôn.
gió quay gió. Tôi đang đốt tiền vàng bạc đấy. Thì thiên tài ở đây trả lời cái chị này rất khủng khiếp, quá trời gió luôn. Ê, cho gì trời, bay tứ tung tỏi quá trời khủng khiếp luôn. Rồi thì tôi sẽ cho nổ luôn đấy, quá ơ nóng luôn. Có ai gặp hiện tại ở đây, đây là cái chị này. Đó, sự lực ở đây quá trời gió. Thì tôi sẽ đi về thôi. Khủng khiếp.